Trong phần trước, chúng ta đã tính được kích cỡ mẫu cho bài nghiên cứu. Trong bài này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các phương pháp chọn mẫu. Về tổng quát, các phương pháp chọn mẫu được phân ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các phương pháp chọn mẫu xác suất. Trong đó, các thành viên của tổng thể đều có khả năng được chọn, với xác suất có thể được tính toán chính xác. Các phương pháp phổ biến loại này bao gồm phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, phương pháp chọn mẫu hệ thống, phương pháp chọn mẫu phân tầng và phương pháp chọn mẫu cả cụm. Nhóm thứ hai là phương pháp chọn mẫu phi xác suất. Trong đó, việc chọn thành viên tham gia mẫu dựa trên một số tiêu chí cụ thể. Xác suất được chọn của các thành viên trong tổng thể là không thể xác định được, và có một số thành viên của tổng thể không có khả năng được chọn. Các phương pháp phổ biến loại này bao gồm phương pháp chọn mẫu thuận tiện, phương pháp chọn mẫu phán đoán, phương pháp chọn mẫu phát triển mầm và phương pháp chọn mẫu định mức. Trước khi tìm hiểu chi tiết từng phương pháp, chúng ta cần nắm được một số ưu điểm và nhược điểm của hai nhóm phương pháp lựa chọn mẫu. Về ưu điểm, các phương pháp chọn mẫu xác suất sẽ cho ra mẫu có tính đại diện cao. Từ đó, các thông số thống kê tính toán dựa trên mẫu sẽ có khả năng tổng quát hóa cho tổng thể. Tuy nhiên, các phương pháp chọn mẫu xác suất có những yêu cầu khá chặt chẽ về quy trình nên việc thực hiện sẽ tốn thời gian và chi phí. Nhờ tính đại diện và khả năng tổng quát hóa cao, các phương pháp lấy mẫu xác suất thường phù hợp với các nghiên cứu mô tả và kiểm định giả thuyết. Đối với phương pháp chọn mẫu phi xác suất, người sử dụng sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí. Tuy nhiên, mẫu thu được theo các phương pháp này có tính đại diện thấp và khả năng tổng quát hóa kết quả phân tích cho tổng thể sẽ kém hơn. Về phạm vi áp dụng, phương pháp chọn mẫu phi xác suất vẫn có thể áp dụng cho nghiên cứu mô tả hoặc kiểm định giả thuyết với phương pháp thống kê phù hợp. Dù vậy, mức độ tin cậy của kết quả phân tích sẽ không cao. Ngoài ra, phương pháp chọn mẫu phi xác suất cũng hay được sử dụng trong nghiên cứu khám phá, vì loại nghiên cứu này tập trung vào mục tiêu khám phá hơn là tổng quát hóa kết quả. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về các phương pháp chọn mẫu xác suất phổ biến. Phương pháp chọn mẫu xác suất đơn giản nhất là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Quy trình lấy mẫu bao gồm hai bước. Bước 1, ta lập khung chọn mẫu, bao gồm các phần tử của tổng thể được sắp xếp theo một trật tự nào đó và được gán cho một số thứ tự từ 1 đến phần tử cuối cùng. Bước 2, ta tiến hành lấy mẫu bằng cách chọn ngẫu nhiên các đơn vị mẫu bằng cách bốc thăm hay quay số, hay dùng bảng số ngẫu nhiên, hay dùng chức năng tạo số ngẫu nhiên trong Excel. Theo cách lấy mẫu này, xác suất tham gia vào mẫu của các phần tử là như nhau. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý là khi tiến hành lấy mẫu, bạn cần có khung chọn mẫu hoàn chỉnh. Do vậy, phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản chỉ dễ áp dụng với các tổng thể nhỏ, gồm các thành viên tương đối đồng nhất và dễ tiếp cận. Với các tổng thể lớn, việc thiết lập khung chọn mẫu hoàn chỉnh là rất khó, nên cũng sẽ khó áp dụng phương pháp này. Lưu ý thứ hai là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên cũng không phù hợp nếu tổng thể có các nhóm thành viên không đồng nhất. Trong trường hợp này, một số nhóm thiểu số có thể không được chọn, hoặc được chọn quá ít, khiến mẫu không đại diện tốt cho tổng thể. Trong phương pháp chọn mẫu hệ thống, chúng ta thực hiện các bước như sau. Trước tiên, ta phải lập khung chọn mẫu, bao gồm các phần tử được sắp xếp theo một trật tự nào đó và được gán cho một số thứ tự từ 1 đến phần tử cuối cùng. Tiếp theo, chúng ta đi tính khoảng cách chọn mẫu, ký hiệu là K. Trong công thức tính toán khoảng cách chọn mẫu, chúng ta ký hiệu tổng số đơn vị trong tổng thể là N lớn. Kích cỡ mẫu muốn lấy được, ký hiệu là N nhỏ. Khoảng cách chọn mẫu K được tính bằng công thức K bằng N lớn chia cho N nhỏ. Sau khi có khoảng cách chọn mẫu, ta tiến hành chọn mẫu. Có hai phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu đường thẳng và chọn mẫu quay vòng. Với cách chọn mẫu hệ thống đường thẳng,
ta tiến hành như sau. Từ ca quan sát đầu tiên, ta chọn ngẫu nhiên một đơn vị. Đây là đơn vị mẫu đầu tiên. Bắt đầu từ vị trí đầu tiên này, các đơn vị mẫu tiếp theo được chọn sẽ cách đơn vị này một khoảng là k, 2k, 3k, vân vân. Ví dụ, ta có khung chọn mẫu gồm 30 đối tượng khảo sát. Bạn muốn chọn mẫu 5 đối tượng. Dựa trên công thức tính khoảng cách chọn mẫu, ta tính được k nhỏ bằng 6. Như minh họa trên hình, khung chọn mẫu của chúng ta được phân thành 5 đoạn với 6 quan sát mỗi đoạn. Nếu dùng cách chọn mẫu hệ thống đường thẳng, bạn sẽ bắt đầu bằng cách chọn ngẫu nhiên một đối tượng trong 6 quan sát đầu tiên. Ví dụ, ta chọn ngẫu nhiên trúng số 3. Đây là đơn vị mẫu đầu tiên. Bắt đầu từ vị trí số 3, ta đếm 6 bước là đến số 8. Vậy, số tiếp theo cách số 3 6 bước là số 9. Làm tương tự như vậy, ta sẽ có một mẫu gồm các quan sát số 3, số 9, số 15, số 21 và số 27. Nếu bạn bắt đầu từ số 2, bạn sẽ có mẫu là các quan sát số 2, số 8, số 14, số 20 và số 26. Với cách chọn mẫu hệ thống quay vòng, ta thực hiện các bước như sau. Từ N đơn vị tổng thể, chọn ngẫu nhiên một đơn vị. Đây là đơn vị mẫu đầu tiên. Các đơn vị mẫu tiếp theo được lấy cách đơn vị này một khoảng là K, 2K, 3K, vân vân. Nếu đến hết danh sách của khung chọn mẫu mà vẫn chưa chọn được đủ N đơn vị mẫu, thì ta quay lại đầu danh sách để chọn tiếp cho đủ. Tiếp theo ví dụ trên, nếu dùng cách chọn mẫu hệ thống quay vòng, bạn sẽ bắt đầu bằng cách chọn ngẫu nhiên một đối tượng trong 30 quan sát. Ví dụ ta chọn ngẫu nhiên trúng số 7. Đây là đơn vị mẫu đầu tiên. Bắt đầu từ vị trí số 7, ta đếm 6 bước là đến số 12. Vậy số tiếp theo cách số 7 6 bước là số 13. Làm tương tự như vậy, ta sẽ có mẫu gồm các quan sát số 7, 13, 19, 25. Đến đây bạn sẽ gặp chút khó khăn. Từ quan sát 25, ta đếm 6 bước thì đến quan sát 30. Nhưng quan sát 30 đã là quan sát cuối cùng trong danh sách. Vậy quan sát kế tiếp mà ta chọn vào mẫu là quan sát số mấy? Ta quay lại đầu danh sách và quan sát cách quan sát số 25 6 bước là quan sát số 1. Cuối cùng, ta có mẫu gồm các quan sát số 1, số 7, số 13, số 19 và số 25. Qua ví dụ trên, ta có một số nhận xét như sau. Thứ nhất, ta thấy phương pháp lấy mẫu hệ thống là phương pháp lấy mẫu xác suất, vì các thành viên đều có khả năng được chọn. Tuy nhiên, nó không phải là lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, vì một khi thành viên đầu tiên trong chuỗi đã được chọn, xác suất các thành viên còn lại được chọn không phải là ngẫu nhiên nữa. Một số thành viên sẽ chắc chắn được chọn, một số sẽ chắc chắn không được chọn. Thứ hai, ta chỉ cần chọn ra một con số ngẫu nhiên đầu tiên là xác định được tất cả các đơn vị mẫu cần lấy ra. Thứ ba, phương pháp lấy mẫu hệ thống đòi hỏi phải có khung chọn mẫu. Ưu điểm của phương pháp lấy mẫu hệ thống là nếu có khung chọn mẫu thì phương pháp này giúp ta dễ lựa chọn thành viên. Thứ hai, mẫu của chúng ta trải đều khắp khung chọn mẫu. Trong phương pháp chọn mẫu cả khối, ta không cần khung chọn mẫu mà cần một danh sách các khối mà tổng thể nó bao hàm. Sau đó, chúng ta chọn ngẫu nhiên một hay vài khối trong tổng thể đó để khảo sát. Sau khi có các khối mẫu, ta tiến hành khảo sát tất cả các thành viên trong khối mẫu, hoặc chọn ngẫu nhiên hay chọn hệ thống một số thành viên trong các khối mẫu này. Một ví dụ minh họa là bạn muốn khảo sát điểm trung bình của học sinh trung học trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ví dụ địa bàn thành phố Đà Lạt có 10 trường phổ thông. Bạn chọn ngẫu nhiên một trường để tiến hành khảo sát. Trong một trường này, bạn chọn khảo sát toàn bộ học sinh trung học
hoặc chọn ngẫu nhiên hoặc chọn hệ thống một số học sinh để khảo sát. Lý do bạn có thể dùng cách này là vì các trường trung học có các đặc trưng tương đồng nhau, nhưng các học sinh trong một trường lại có các đặc trưng khác nhau. Cụ thể, ta thấy các trường tương đồng nhau vì ở trường nào cũng có học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Tuy nhiên, trong một trường thì học sinh lại có các đặc trưng khác nhau. Ví dụ, các học sinh lại khác nhau về học lực, khác nhau về khối lớp, khác nhau về giới tính, khác nhau về hoàn cảnh gia đình, vân vân. Như vậy, một trường trung học có thể coi là một hình ảnh thu nhỏ của tổng thể tất cả các trường trung học trên địa bàn. Do vậy, thay vì đi khảo sát ngẫu nhiên học sinh ở 10 trường, thì ta chọn ngẫu nhiên một trường và khảo sát toàn bộ trong trường đấy. Mẫu của chúng ta cũng sẽ có các đặc trưng tương đồng với tổng thể. Qua ví dụ trên, ta thấy phương pháp chọn mẫu cả khối có ưu điểm là ta không cần khung chọn mẫu. Thứ hai, phương pháp này giảm chi phí đi lại và thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, phương pháp chọn mẫu cả khối cũng có nhược điểm. Thứ nhất, mức độ bao phủ của mẫu được chọn theo phương pháp này thấp hơn so với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, khiến sai sót chọn mẫu tăng lên. Thứ hai, để đảm bảo mẫu có đặc trưng tương đồng với tổng thể, ta cần điều kiện là cùng nhóm dị biệt, khác nhóm đồng nhất. Trong ví dụ này, học sinh trong cùng một trường thì khác nhau, nhưng các trường khác nhau lại có cấu trúc và đặc trưng của các học sinh tương tự nhau. Phương pháp chọn mẫu xác suất tiếp theo là phương pháp chọn mẫu phân tầng. Khi tổng thể bao gồm nhiều nhóm có đặc trưng khác nhau, khung chọn mẫu có thể được phân ra thành nhiều tầng, tương ứng với các nhóm trong tổng thể. Mỗi tầng có một tập hợp các thành viên mà từ đó mẫu sẽ được chọn ra một cách ngẫu nhiên. Theo cách này, mỗi thành viên trong một phân tầng có xác suất lựa chọn như nhau. Nếu tổng thể phân tầng thì lấy mẫu theo cách phân tầng sẽ cho mẫu có cấu trúc tương tự như tổng thể, làm tăng khả năng đại diện của mẫu. Nhược điểm của phương pháp này là ta phải xác định được các phân tầng. Điều này đòi hỏi hiểu biết về tổng thể. Trong một số trường hợp, lấy mẫu phân tầng đòi hỏi ta lấy mẫu với số lượng lớn. Ví dụ, tại một trường đại học có 20.000 sinh viên ở 5 hệ đào tạo và cấp đào tạo khác nhau. Bộ phận kiểm định chất lượng tiến hành cuộc khảo sát định kỳ về cảm nhận về chất lượng và mức độ hài lòng của sinh viên. Mỗi hệ đào tạo cử nhân và cấp đào tạo cao học được coi là một tầng. Số lượng mẫu dự định lấy ra là 1.000, tương đương với 5% của tổng thể. Cấu trúc của tổng thể được trình bày trong bảng sau. Ta thấy tổng thể được phân chia thành 5 nhóm nhỏ theo đặc trưng cấp học và hệ đào tạo. Trong nội bộ từng nhóm, các thành viên có các đặc trưng tương tự nhau. Ví dụ, trong nhóm sinh viên hệ chính quy, các thành viên có đặc trưng tương đồng về hình thức đào tạo, cấp độ đào tạo, chương trình đào tạo, về lứa tuổi và một số đặc trưng khác. Ta có thể cho rằng quan điểm của nhóm sinh viên đại học chính quy sẽ có những khác biệt đáng kể so với nhóm sinh viên đại học hệ tại chức hay cao học. Do vậy, việc phân biệt thành các phân tầng để lấy mẫu sẽ đảm bảo các thành viên, các nhóm khác nhau đều được khảo sát, giúp mẫu có tính đại diện cao hơn. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ phân bổ tỷ lệ lấy mẫu vào từng phân tầng. Tỷ lệ lấy mẫu được tính theo công thức là n nhỏ chia n lớn, tức là bằng 1.000 chia 20.000 bằng 5%. Sau khi có tỷ lệ lấy mẫu, chúng ta tiến hành tính số lượng lấy mẫu tương ứng cho từng phân tầng. Theo bảng minh họa, cách phân bổ này giúp cơ cấu của mẫu lấy ra cũng giống hệt cơ cấu của tổng thể. Dùng cách phân bổ mẫu theo tỷ lệ, ta thấy số lượng lấy mẫu sẽ không cố định theo từng phân tầng. Phân tầng có số lượng thành viên đông thì số lượng phân bổ mẫu sẽ cao hơn. Ví dụ, tầng sinh viên chính quy có 10.000 sinh viên, phân bổ mẫu là 500 sinh viên. Tầng sinh viên cao học có số lượng thành viên là 1.000, phân bổ mẫu tương ứng chỉ là 50. Trong trường hợp này, ta có thể phỏng đoán rằng do khảo sát nhiều thành viên hơn
nên kết quả khảo sát của nhóm sinh viên đại học chính quy có thể cho kết quả đáng tin cậy hơn kết quả khảo sát của nhóm sinh viên cao học. Nếu chúng ta muốn có một kết quả có độ tin cậy đồng đều cho từng tầng, thì có thể áp dụng một cách phân bổ đơn vị mẫu theo phương pháp phân bổ đều. Theo cách này, ta sẽ phân bổ mẫu bằng cách chia đều kích thước mẫu cho số lượng phân tầng. Trong ví dụ trên, ta sẽ lấy kích thước mẫu là 1.000, chia cho 5 phân tầng và có kết quả khảo sát là 200 đơn vị mẫu cho mỗi phân tầng. Lúc này, dữ liệu khảo sát của từng tầng ở kích cỡ mẫu 200 sẽ cho kết quả có độ tin cậy đồng đều hơn so với lúc phân bổ mẫu theo tỷ lệ. Tuy nhiên, khi cần tính toán chung cho toàn bộ mẫu, thì trong tính toán, ta cần gia trọng các tầng theo công thức trình bày trong slide để đảm bảo cơ cấu của mẫu giống với cơ cấu của tổng thể nghiên cứu, để kết quả chung của mẫu đại diện được cho toàn bộ tổng thể. Tiếp theo ví dụ trên, sau khi phân bổ mẫu và mỗi tầng là 200 sinh viên, ta tiến hành khảo sát bằng bảng câu hỏi cho sinh viên tự trả lời và tổng hợp kết quả cho từng phân tầng. Từ kết quả tính toán mức độ hài lòng của sinh viên ở từng phân tầng, ta có thể tính toán mức độ hài lòng chung của toàn bộ mẫu nghiên cứu được gia trọng theo công thức đã nêu và có kết quả trình bày như trong bảng. Sinh viên chính quy có số lượng đông nhất nên ý kiến của sinh viên hệ chính quy có gia trọng cao nhất là 2.5. Sinh viên cao học có số lượng ít nhất nên ý kiến của họ có mức gia trọng thấp nhất là 0.25. Dựa trên mức gia trọng, mức độ hài lòng chung của sinh viên được trong mẫu sau khi gia trọng là 4.1. Con số này sẽ được dùng làm đại diện cho mức độ hài lòng của tổng thể sinh viên. Trong phần thứ hai, thầy sẽ trình bày sơ lược về 4 phương pháp dọn mẫu phi xác suất, chi tiết, so sánh, đánh giá ưu và nhược điểm và xác định tình huống áp dụng phù hợp của các phương pháp dọn mẫu này sẽ là bài tập về nhà của các bạn. Với phương pháp chọn mẫu thuận tiện, bạn sẽ chọn những người dễ tiếp cận nhất vào mẫu. Với phương pháp này, bạn có thể không cần khung chọn mẫu. Với phương pháp chọn mẫu định mức, bạn sẽ thực hiện 2 bước. Bước thứ nhất, bạn sẽ phân tổng thể thành các nhóm. Bước này giống như trong phương pháp chọn mẫu phân tầng. Nhưng khác với phương pháp chọn mẫu phân tầng, trong bước thứ hai của phương pháp chọn mẫu định mức, bạn sẽ chọn mẫu theo định mức của từng nhóm, nhưng theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Với phương pháp chọn mẫu phán đoán, bạn sẽ chọn mẫu dựa trên đánh giá rằng thành viên nào có khả năng cho nhiều thông tin hữu ích nhất. Cuối cùng, với phương pháp chọn mẫu phát triển mầm, bạn sẽ chọn một thành viên trong tổng thể và nhờ thành viên đó giới thiệu những thành viên khác trong tổng thể, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn đạt được kích thước mẫu như mong muốn. Cách lấy mẫu này thường được áp dụng khi chúng ta không quan sát được tổng thể một cách rõ ràng. Chúng ta cùng nghiên cứu một ví dụ tổng hợp về quy trình chọn mẫu. Giả sử bạn muốn khảo sát điểm trung bình của lớp K42, bạn sẽ tiến hành chọn mẫu ra sao? Sau khi quyết định, sẽ thực hiện điều tra chọn mẫu. Các bạn sẽ bắt đầu bằng cách tính toán kích thước mẫu và sau đó là xác định phương pháp chọn mẫu. Trước tiên, chúng ta tính kích thước mẫu. Ta đã có công thức tính kích thước mẫu. Công việc của chúng ta là xác định các thông số đầu vào. Để ước tính độ lệch chuẩn của điểm, bạn có thể khảo sát thử một số sinh viên và thấy rằng điểm cao nhất là 9 và điểm thấp nhất là 2. Dùng công thức 3 sigma, ta có thể ước đoán độ lệch chuẩn của điểm của lớp là sigma bằng 1.167. Bạn dùng độ tin cậy là 95%, tương ứng với chỉ số Z là 1.96. Cuối cùng, bạn muốn ước đoán điểm trung bình với độ sai lệch không quá 0.5 điểm, tức là epsilon bằng 0.5. Thay các thông số trên vào công thức
tính kích thước mẫu. Ta có N bằng 21. Giả sử lớp K42 có 100 sinh viên, kích thước mẫu là 21, chiếm 21% của tổng thể, vượt quá mức khuyến nghị là 5%. Ta cần điều chỉnh kích thước mẫu cho tổng thể hữu hạn. Thay vào công thức điều chỉnh, ta tính được kích thước mẫu cuối cùng là 18. Sau khi tính kích thước mẫu, ta chọn phương pháp lấy mẫu. Trong tổng thể, ta thấy có hai nhóm sinh viên là nam và nữ, và có nhiều chứng cứ cho thấy lực học của hai nhóm này có khác biệt đáng kể. Do đó, để đảm bảo mẫu có thể đại diện cho tổng thể, ta cần chọn mẫu có cấu trúc gần tương tự với tổng thể. Phương pháp chọn mẫu phù hợp ở đây có thể là phương pháp chọn mẫu phân tầng. Giả sử trong tổng thể sinh viên lớp K42, tỷ lệ nữ là 70% và tỷ lệ nam là 30%. Số bạn nữ cần khảo sát tương ứng sẽ là 0.7 nhân cho 18 bằng 13 bạn. Số bạn nam cần khảo sát là 5 bạn. Cách tiến hành chọn mẫu là ta sẽ lấy danh sách lớp, phân thành hai nhóm là nam và nữ, đánh số theo thứ tự tên. Trong nhóm nam, chúng ta chọn ngẫu nhiên 5 bạn bằng cách dùng chức năng tạo số ngẫu nhiên trong Excel. Tương tự, ta chọn ngẫu nhiên 13 bạn nữ. Giả sử vì lý do cách ly nên bạn khó tiếp cận với tất cả các bạn trong lớp. Trong trường hợp này, chọn ngẫu nhiên để khảo sát có thể không khả thi. Lúc này, ta có thể sử dụng phương pháp lấy mẫu định mức. Bạn chọn 13 bạn nữ mà bạn có số điện thoại để đưa vào mẫu. Tương tự, bạn cũng chọn 5 bạn nam mà mình có số điện thoại để đưa vào mẫu. Sau bài học này, bạn hãy áp dụng các kiến thức đã học để chọn phương pháp lấy mẫu phù hợp cho đề tài nghiên cứu của mình. Bạn nhớ nêu lý do và trình bày cả ưu điểm và nhược điểm của phương pháp mà mình lựa chọn.